Hầu hết các cánh quân Nguyên đều tiến vào Đại Việt khá thuận lợi. Chỉ còn đoàn Thuyền Lương chở theo 17 vạn thạch lương do tướng Trương Văn Hổ là chưa vào. Đoán biết được đường tiến quân của giặc, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đã củng cố lực lượng, quyết tâm đánh giặc. Cánh thủy của giặc đã tiến vào Vạn Kiếp, nhưng Trương Văn Hổ và đoàn Thuyền Lương của giặc thì vẫn chưa tới. Lần này ta phải tương kế tiệu kế để đánh bại bọn chúng. Bẩm phó tướng, Trương Văn Hổ nhất định sẽ đi theo đường tiến quân khi vào Đại Việt của Toa Đô phản tiếp. Ta phải ém quân ở hai bên bờ sông, đồng thời chặn đường tiến lui của địch. Ta hiểu, ông hãy cho người đi tập hợp số binh sĩ còn sót lại. Tối nay tập hợp tại doanh trại. Tuân lệnh. Lương thực khí giới có vai trò sống còn. Đánh được đoàn Thuyền Lương thì trước sau gì quân Nguyên cũng rơi vào cảnh cùng quẫn mà phải rút lui thôi. Bẩm phó tướng, quân Nguyên đã gần tới biển Lục Thủy rồi ạ. Lệnh cho quân ta ở phía ngoài đồn địch vào sâu trong biển Lục Thủy. Khi đó, trong đánh ra, ngoài đánh vào, ắt chúng sẽ hoảng loạn mà tự tan. Tuân lệnh. Mau cho thuyền tiến lên phía trước. Chúng ta bị bao vây rồi, mau bảo vệ thuyền lương. Sắp tới vùng nhiều cát và đá, mau nhử thuyền của chúng vào đó. Ô Mã Nhi sau khi tiến vào Đại Việt đã chủ quan cho rằng đoàn Thiệt Lương của Trương Văn Hổ cũng sẽ tiến vào nước ta một cách dễ dàng mà không hề có sự phòng bị. Phó đô tướng Trần Khánh Dư đã chấp lấy thời cơ đánh tan thuyền lương của giặc. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần 3 của quân dân Đại Việt sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Giêng năm 1288. Đúng như dự đoán của phó đô tướng, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ không có lực lượng chiến đấu mạnh yểm hộ, đã lọt vào trận địa của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Không tìm cách thoát thân thì chỉ còn nước chết. Bẩm phó tướng, quân ta bắt được vô số tù binh, thuyền lương và khí giới. Ta biết rồi. Mau áp tải các thuyền lương thực và khí giới về doanh trại, cho người đem thư báo tới hoàng thượng. Tuân lệnh. Thuộc hạ bái kiến thượng hoàng, bái kiến bệ hạ. Có tin từ phó đô tướng ở Vân Đồn ạ.
bại rồi, bại rồi. Đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đã bị Nhân Huệ Vương đánh bại rồi. Mất đoàn thuyền lương, phen này quân Nguyên khó mà trụ lại ở Đại Việt lâu hơn nữa. Quân Nguyên bị tiêu diệt toàn bộ, duy chỉ có Trương Văn Hổ đã lên thuyền nhẹ tẩu thoát được. Còn những kẻ sống sót đều bị bắt làm tù binh. Một số thạch lương bị đổ xuống biển, còn lại khí giới, quân lương đều đã được đưa về doanh trại của Nhân Huệ Vương. Chỗ trông cậy của quân Nguyên là lương thảo khí giới, này đã bị ta bắt được, sợ nó chưa biết, có thể còn hung hăng chăng? Thượng Hoàng nói phải ạ. Lần này chúng sang Đại Việt đã vội xây dựng Vạn Kiếp thành căn cứ chiếm đóng, lại mang cả quân bộ và quân thủy, ắt chúng sẽ rút ra bài học từ thất bại hồi năm Ất Dậu rồi. Đã vậy lần này cất quân, Thoát Hoan ôm trong mình mối hận thảm bại của trận trước. E rằng... Hãy lệnh thả một số tù binh của giặc về trại để báo tin cho chủ chúng biết. Biết được quân lương của chúng này đã chìm dưới đáy biển, chúng sẽ nao núng mà dè chừng hơn. Đúng vậy, không có quân lương, chúng sẽ đại bại thôi ạ. Chiến thắng ở trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ do Phó Đô Tướng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chỉ huy có ý nghĩa chiến lược với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 3 của quân dân nhà Trần. Chiến thắng này làm thất bại kế hoạch tiếp tế lương thực của quân Nguyên, tạo điều kiện cho quân Đại Việt nhanh chóng chuyển sang thế phản công chiến lược. Không chỉ là một vị tướng tài nhiều mưu lược, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư còn là một người rất có tư duy về thương nghiệp. Điều đặc biệt là ông biết vận dụng sức mạnh của thể chế và hoạt động giao thương của mình. Điều đó được thể hiện rõ trong việc bán nón Ma Lôi ở cảng Vân Đồn. Tại sao chúng ta là người phương Nam lại ăn uống trang phục đều giống người phương Bắc? Dạ bẩm Nhân Huệ Vương, vùng thương cảng Vân Đồn, người dân lấy buôn bán làm nghề sinh nhai, ăn uống, may mặc đều dựa vào khách buôn phương Bắc. Cho nên quần áo và đồ dùng đều theo người phương Bắc ạ. Vậy quân binh ở các trang đều như vậy ư? Đúng vậy ạ. Quân trấn giữ Vân Đồn là để ngăn phòng giặc Nguyên, không thể đội nón phương Bắc. Sợ khi vội vàng khó lòng phân biệt, nên đội nón Ma Lôi, hãy truyền lệnh ta tới các trang. Ai trái tất phải phạt. Tuân lệnh. Hương Ma Lôi ở Hồng Lộ cách Vân Đồn không xa. Nếu bay đâu? Dạ bẩm lão gia, có con đây ạ. Người hãy dẫn người đến Hồng Lộ mua thật nhiều nón Ma Lôi mang về đây cho ta. Lão gia, nón Ma Lôi, mua nhiều nón Ma Lôi để làm gì ạ? Người thì biết cái gì? Dạ. Lão gia cứ yên tâm, giao việc này cho con. Được, người hãy đi mau. Vâng, thưa lão gia. Bẩm lão gia, con đã thu mua toàn bộ số nón ở Hương Ma Lôi rồi ạ. Tốt lắm, giờ người hãy cho chở số nón đó ra ngoài bờ biển, sẽ có nhiều người tới mua nón. Người hãy bán với giá gấp đôi, gấp ba giá mua cho ta. Vâng, thưa lão gia. Bẩm lão gia, đã bán hết nón Ma Lôi rồi. Lúc mua mất có một tiền, sau cứ đổi nón lấy vải, đã thu về hàng ngàn tấm vải rồi ạ. Tốt, tốt lắm. Qua việc bán nón Ma Lôi ở thương cảng Vân Đồn, có thể thấy Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư là một quý tộc có tư duy thương nghiệp điển hình dưới thời Trần. Tư duy đó phần nào thể hiện chính sách coi trọng thương nghiệp của thời Trần. Tháng Giêng năm 1288,
sau khi cánh quân của Thoát Hoan tiến được về Vạn Kiếp, thì cánh quân thủy của Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp cũng nhanh chóng về hội quân tại đây. Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, Thoát Hoan đã cho xây dựng Vạn Kiếp làm căn cứ vững chắc để từ đó tiến công lên Thăng Long giao chiến với quân dân nhà Trần. Lần trước khi vào An Nam, chúng ta đã nhanh chóng chiếm được kinh thành Thăng Long, nhưng Trần Quốc Tuấn lại ém quân ở Vạn Kiếp, khiến ta nhiều phen khốn đốn. Vạn Kiếp chính là nơi hiểm yếu, vừa có thể dễ dàng tiến tới Thăng Long, hướng bắc tới Châu Tư Minh, hướng đông dọc các con sông ra biển Nam Hải. Vì vậy, lần này chúng ta sẽ xây dựng Vạn Kiếp thành cứ điểm quân sự của ta, nhằm tiến đánh các vùng xung quanh. Trần Nam Vương quả là tính toán như thần, lần này quân An Nam có chạy đang trời. Trình Bằng Phi, người hãy đem 20,000 binh đánh lấy đồn Vạn Kiếp. Tuân lệnh. Ô Mã Nhi, A Bát Xích, có mặt tướng. Hai người hãy dẫn quân từ sông Lục Đầu đánh xuống sông Nhị cho ta. Tuân lệnh. Quân bay đâu? Tấn công, giết sạch bọn An Nam. Tuy quân ta đã đóng giữ những nơi hiểm yếu để cản bước tiến của giặc, nhưng quân Nguyên thế to lắm, chúng ồ ạt tiến vào nước ta như vũ bão. Các khanh nói xem phải tính làm sao? Bẩm thượng hoàng, sau mấy trận đụng độ chặn bước tiến của địch, quân ta cũng bị tiêu hao không nhỏ. Giặc mới vào, thế và lực còn mạnh. Hơn nữa, có thể là Thoát Hoan chưa hay biết việc đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ bị tiêu diệt. Bẩm, khi cánh quân của Thoát Hoan tiến tới Vạn Kiếp, thì cánh quân thủy của Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp cũng đã tới hội quân. Thoát Hoan đã cho quân tiến lên chiếm sông Vạn Kiếp và thành Linh Sơn. E rằng, với đội quân hùng hậu, chúng sẽ nhanh chóng mở rộng địa bàn chiếm đóng. Việc đối đầu với giặc lúc này sẽ không tránh khỏi tổn thất. Vậy nên phải biến kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của địch thành đánh trường kỳ, đánh tỉa từng bộ phận địch. Nay quân lương của chúng đã bị tiêu diệt, tiết trời cũng dần chuyển từ xuân sang hạ. Thủy thổ không hợp, quân lương không có, chính là thời cơ để quân ta phản công tiêu diệt hoàn toàn quân giặc. Nay lệnh cho toàn dân thực hiện kế thành giã. Chúng đã vào tới Vạn Kiếp, thì Thăng Long sẽ là nơi chúng đánh chiếm một ngày không xa. Chúng thần tuân lệnh. Vạn Kiếp được coi là vị trí chiến lược quân sự trọng yếu đối với toàn bộ khu vực Đông Bắc của Đại Việt. Thoát Hoan rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, đã nhanh chóng dựa vào vị trí thuận lợi của Vạn Kiếp để xây dựng vùng này thành một khu căn cứ cho cả quân bộ lẫn quân thủy. Tháng Chạp năm Đinh Hợi, tức tháng Giêng năm 1288, sau khi xây dựng xong căn cứ tại Vạn Kiếp, Thoát Hoan đưa quân tấn công Thăng Long nhằm tiêu diệt đầu não của triều đình Đại Việt tại đây. Trước thế giặc mạnh, quân dân nhà Trần tiếp tục thực hiện kế vườn không nhà trống để từng bước xoay chuyển cục diện chiến tranh. Bẩm tướng quân, chúng ta đã tới sông Phú Lương rồi ạ. Tốt lắm, nhằm hướng Thăng Long thẳng tiến. Tuân lệnh. Bẩm thượng hoàng, bệ hạ, Ô Mã Nhi dẫn quân theo đường sông đang tiến tới Thăng Long rồi ạ. Mau truyền lệnh toàn dân thực hiện kế thành giã, hãy mang theo tất cả những gì có thể, không để lại cho chúng bất cứ thứ gì. Tuân lệnh. Phụ hoàng, giặc đã tới sát Thăng Long rồi, mời phụ hoàng lên ngựa, cha con ta cùng rời khỏi thành Thăng Long thôi ạ. Được, mau đi thôi. Yeah!
tứ quân, không thấy một bóng người nào ạ. Hả? Lũ giặc An Nam giống như lũ chuột đồng, sợ hãi trốn sạch rồi sao? Các người hãy lùng sục từng nhà, thấy người thì giết, thấy vật hay đồ ăn thì cướp sạch. Cái gì không ăn được thì đốt sạch, phá sạch cho ta. Còn vua Trần thì sao, thưa tướng quân? Các người hãy theo ta đi bắt vua Trần. Bẩm tướng quân, vua Trần đã đi thuyền trốn ra biển Nam Hải rồi ạ. Hả? Người chạy lên trời, ta theo lên trời. Người chạy xuống đất, ta theo xuống đất. Người trốn lên núi, ta theo lên núi. Người lặn xuống nước, ta theo xuống nước. Đi! Thế cuộc kháng chiến bảo vệ kinh đô Thăng Long của quân dân nhà Trần bước đầu gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã chiến đấu anh dũng, song trước thế giặc mạnh, quân dân nhà Trần buộc phải thực hiện chính sách vườn không nhà trống, rút lui chiến lược khỏi kinh thành, thực hiện tránh chỗ giặc mạnh, đánh chỗ giặc yếu. Tháng Giêng năm Mậu Tý, tức tháng 2 năm 1288, Trấn Nam Vương Thoát Hoan sai Ô Mã Nhi đem quân đi dọc sông Nhị đuổi theo vua Trần nhưng không kịp. Quay trở lại Thăng Long, quân Nguyên rơi vào tình trạng khốn đốn vì thiếu lương thực. Trong khi đó, thuyền lương do Trương Văn Hổ áp tải vào Đại Việt vẫn bặt vô âm tín. Ôi, đói quá, mệt quá, ta chết mất rồi. Sống rồi, chúng ta sống rồi. Có gạo rồi, có gạo rồi. Chúng ta sống rồi. Tốt quá. Có gạo rồi, mau nấu lên đi. Chỉ có vậy thôi, cứ từ từ rồi tới lượt. Đã hết. Bẩm Trấn Nam Vương, quân lương hết, kinh thành Thăng Long lại trống trơn không có gì để cướp bóc, binh lính ốm yếu mệt mỏi, tình hình rất là... Ta biết rồi. Đó. Sao giờ này Trương Văn Hổ và thuyền lương vẫn chưa tới? Bẩm Trấn Nam Vương, có lẽ Trương Văn Hổ đã vào tới An Nam. Ô Mã Nhi, người hãy dẫn thủy quân ra đón thuyền lương. Tuân lệnh. Đúng như dự tính của quốc công, bọn chúng đang khốn đốn trong tòa thành Thăng Long trống không. Thoạt Hoàn đã sai Ô Mã Nhi mang thủy binh đi đón thuyền lương của Trương Văn Hổ. Việc của chúng ta là chặn đánh thủy quân của giặc khi thuyền của chúng tiến tới cửa Đại Bàng. Ngày 8 tháng Giêng, tức ngày 10 tháng 2 năm 1288, binh thuyền Ô Mã Nhi đi đón Trương Văn Hổ bị thiệt hại nặng nề do gặp phải thủy quân của Đại Việt chặn đánh ở cửa Đại Bàng. Quân dân Đại Việt sẽ làm gì tiếp theo để đối phó với quân xâm lược nhà Nguyên? Mời quý vị và các bạn đón xem ở phần tiếp theo. Mặc dù thiệt hại nặng nề do bị thủy quân nhà Trần chặn đánh ở cửa Đại Bàng, nhưng Ô Mã Nhi vẫn cố gắng tiến lên phía trước mong gặp đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ vì yêu cầu lương thực của quân Nguyên rất cấp bách. Qua cửa Đại Bàng, binh thuyền của Ô Mã Nhi tiến đến vùng biển Tháp Sơn.
nhau, mau tiến về phía trước. Qua vùng biển Tháp Sơn là tới cửa An Bang rồi. Chắc chắn Trương Văn Hổ và thuyền lương đã tới An Bang. Bẩm quốc công, thủy binh U Mã Nhi đã bị quân ta phục kích ở Tháp Sơn, nhưng U Mã Nhi vẫn cố vượt biển tới cửa An Bang mong gặp Trương Văn Hổ. Thưa quốc công, kỵ binh quân Nguyên do Tích Đô Nhi, thuộc tướng của U Mã Nhi cũng đã bị tiêu diệt trên đường tới cửa An Bang, đúng như dự tính của chúng ta. Chúng đâu ngờ rằng đoàn thuyền lương của chúng đã bị phó đô tướng Nhân Huệ Vương đánh cho thảm bại từ trước. Chúng càng không thể ngờ rằng mấy vạn thạch lương của chúng đang nằm trong các doanh trại Đại Việt, mấy vạn đã làm mồi cho cá dưới biển Nam Hải. Còn Trương Văn Hổ phải lẩn trốn đến đảo Hải Nam hòng thoát thân. Ở Thăng Long, ắt rằng Thoát Hoan và binh lính đang khốn đốn vì thiếu quân lương. Thời cơ đánh đuổi giặc Thát ra khỏi bờ cõi không còn xa nữa. Đã ở đây 2 ngày rồi, sao vẫn không tìm thấy Trương Văn Hổ cùng đoàn thuyền lương? Chắc chắn là có chuyện. Cho thuyền quay về Vạn Kiếp. Bẩm quốc công, quân U Mã Nhi đã bắt đầu quay trở lại Vạn Kiếp rồi ạ. Như vậy là bọn chúng đã không còn kiên nhẫn để chờ Trương Văn Hổ và đoàn thuyền lương, nên đã quay về Vạn Kiếp để cố thủ. Cũng có thể chúng tin rằng Trương Văn Hổ đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Đúng thế, lương thực không có, chắc chắn chúng sẽ điên cuồng phá hoại làng mạc dân ta. Hãy thông báo với các địa phương gần khu vực Vạn Kiếp, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến để đối phó với giặc bất cứ lúc nào. Tuân lệnh quốc công. Sau khi gặp phải sự càn phá của quân Trần ở cửa biển Đại Bàng và cửa Tháp Sơn, U Mã Nhi vẫn cố vượt biển tới cửa An Bang mong gặp đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Khi không thấy đoàn thuyền lương, U Mã Nhi quyết định quay lại Vạn Kiếp hội quân với Thoát Hoan. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên của triều đình Đại Việt sẽ tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn đón xem ở phần tiếp theo. Sau trận tấn công lên Thăng Long không thành, lại biết được thuyền lương của Trương Văn Hổ đã bị đánh chìm, Thoát Hoan lâm vào tình thế bị cô lập, bèn rút quân về cố thủ tại Vạn Kiếp. Trước tình hình đó, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã vạch ra kế hoạch chờ ngày phản công tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch. Sau mấy trận bị phục kích ở cửa Đại Bàng, Tháp Sơn rồi tới An Bang mà không gặp thuyền lương của Trương Văn Hổ, ắt rằng quân thủy của U Mã Nhi đã mệt mỏi, rệu rã đi mấy phần rồi. Bẩm quốc công, quân Nguyên đang khốn đốn vì lương hết, quân lính mỗi ngày một hao tổn, sao ta không tấn công tiêu diệt bọn chúng? Phải đợi thời cơ thật chín muồi để tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch. Người chớ nóng ruột mà hỏng đại sự. Trước tiên, người hãy cho người canh giữ thật chặt các cửa ải phía bắc, không cho bất cứ người Nguyên nào ra vào nơi quan ải, phòng khi Thoát Hoan cho người về phương bắc báo tin. Quân ta đã chiếm đóng tất cả các vùng quanh Thăng Long cũng như Vạn Kiếp. Chờ khi bọn chúng sức cùng lực kiệt, ta sẽ đánh cho chúng không còn một mảnh giáp. Không có gì cả. Không có gì hết. Đoàn thuyền lương đã bị đánh chìm. Trương Văn Hổ đúng là bất tài vô dụng. Uổng công bản vương đã tin dùng hắn. Bẩm trấn Nam Vương, bây giờ phải làm sao ạ? Mau cho quân tản ra các vùng xung quanh. Cướp được gì, cướp hết cho ta. Tuân lệnh. Thưa trấn Nam Vương, Hay là cho người về Yên Kinh xin viện trợ ạ? Ý này hay. Ngươi hãy đích thân lên quan ải, báo tin xin cấp thêm quân lương và binh mã. Mặt tướng tuân lệnh. Trấn Nam Vương hãy đợi tin của mặt tướng. Bẩm trấn Nam Vương, quan ải phía bắc canh gác nghiêm ngặt, mặt tướng không thể nào báo tin về Yên Kinh được ạ. Bẩm trấn Nam Vương, ở đây không có thành trì để giữ, không có lương thực để ăn. Và lại, đường lúc cuối xuân đầu hè, khí trời nóng nực, những chỗ hiểm trở sung yếu đã chiếm được,
nay đều bị mất, chi bằng đem quân về thì hơn. Phải đó, thưa trấn Nam Vương. Không lẽ ta phải thảm bại hai lần trên đất An Nam này sao? Bị quân Đại Việt tấn công mãnh liệt, lại thiếu lương thực và đau ốm, quân Nguyên ngày càng tiến gần đến nguy cơ bị tiêu diệt. Trước tình hình đó, các thuộc tướng và binh lính của Thoát Hoan đều muốn về nước. Thoát Hoan sẽ làm gì trước chiến cuộc đang ngày càng khốn đốn tại Đại Việt? Và quân dân nhà Trần sẽ làm gì tiếp theo trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần 3 này? Mời quý vị và các bạn đón xem.